cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô là Vương Thị Hạnh, cô dạy môn toán và cô đến từ trường dạy học trực tuyến Vietjet. Và hôm nay cô rất vui lại được đồng hành cùng các em trong một chuyên đề tiếp theo của phần đại số. Đó là chuyên đề số 4, bài tập tổng hợp về cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. Đó. Vậy thì ở chuyên đề 3 thì cô đã đi giới thiệu cho các em các kiến thức cần nhớ cũng như là một số cái bài tập ở trong cái chuyên đề này rồi đúng không nhỉ? Và để cho các em sẽ có cái kỹ năng cũng như là thành thạo hơn trong việc giải bài tập thì hôm nay cô đã xây dựng thêm cái chuyên đề 4 để các em sao nhỉ, củng cố được các cái dạng bài tập sao cho mà chúng ta sẽ nắm thật chắc kiến thức để chúng ta có thể đi thi cũng như là để học những cái kiến thức sau này nhé. Bây giờ thì cô sẽ nêu ra cái mục tiêu của chuyên đề ngày hôm nay như sau. Đó là gì? Ôn tập lại các dạng bài tập về cộng trừ nhân chia số hữu tỉ. Vậy thì ở trong chuyên đề này thì cô sẽ không chia dạng như mọi khi nữa, mà bây giờ cô sẽ cho bài tập.